phát hiện hàng tấn hàng cấm tại một nhà kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện một nhà kho ở thành phố Hồ Chí Minh có chứa hàng tấn pháo nổ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam ngày 31 tháng 5 cho biết, vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh này triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ 3 người gồm Lê Tiến Cường, sinh năm 2000, ngụ xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Trần Ngọc Đệ, sinh năm 1987 và vợ là Võ Thị Hồng Thơm, sinh năm 1992, ngụ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đó, lực lượng công an ở Hà Nam đã xác minh làm rõ và bắt giữ Lê Tiến Cường, thu giữ 240 kg pháo nổ. Cường khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook đã quen biết và giao dịch mua pháo nổ với một tài khoản Ngọc Tiên rồi lên mạng bán cho nhiều người khác để kiếm lời. Từ manh mối này, Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ và bắt giữ cặp vợ chồng Đệ, Thơm là những kẻ cầm đầu cung cấp pháo nổ khắp các tỉnh, thành. Tại cơ quan công an, Đệ và vợ khai nhận do hám lời nên từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, đã thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh làm kho chứa pháo và trực tiếp phân phối, giao dịch bán pháo cho Lê Tiến Cường và nhiều người khác ở các tỉnh trên địa bàn toàn quốc. Đây cũng là chuyên án buôn bán hàng cấm, pháo nổ, liên tỉnh với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Hà Nam.